Đây là phần 2 của chương trình luật di trú vừa tập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn vào chiều tối nay là ngày 27 tây tháng 7 của năm 2015. Thưa quý vị, trước khi rời khỏi cái phần đầu của chương trình thì Tuấn có show cái visa bulletin cho quý vị. Thì trong cái visa bulletin quý vị đã thấy rồi là cái ưu tiên một là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì hiện tại bây giờ cái ngày ưu tiên tới ngày mùng 1 tây tháng 11 của năm 2007. Còn hồ sơ ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân nhưng mà trên 21 tuổi thì nó lại đi nhanh hơn là cái ngày 15 tây tháng 11 của năm đi nhanh hơn cái ưu tiên 1 và bây giờ đang tới ngày 15 tây tháng 11 của năm 2008. Có vài cái vấn đề mà Tuấn muốn nói tại vì bây giờ Tuấn thấy rồi là nhớ rằng khi mình bắt đầu hồ sơ bảo lãnh là thẻ xanh cho con độc thân trên 21 tuổi hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân. Rồi nếu mà sau này mình vào quốc tịch là bắt buộc phải chuyển lên ưu tiên 1. Nhưng mà quý vị có quyền lựa chọn trở lại ưu tiên 2B dưới cái đạo luật CISPA. Cho nên nhiều khi Tuấn thấy quý vị giấu luôn cái vấn đề chứng chỉ quốc tịch của quý vị khi quý vị điền cái bảo trợ tài chính hoặc cái đơn xin visa. Như vậy nó không có đúng theo cái mặt luật. Cho nên nếu mà quý vị làm hồ sơ bắt đầu là ưu tiên 2B, quý vị nhập vào quốc tịch để chuyển lên ưu tiên 1 thì bắt buộc phải chuyển lên ưu tiên 1. Nhưng mà sau này nếu mà muốn cho nhanh hơn thì trở lại cái ưu tiên 2B. Làm gì làm phải trình bày cho nó rõ ràng chứ mình không có thể giấu cái vấn đề mình đã vào quốc tịch rồi. Và bây giờ cho Tuấn xin trở lại với đường dây điện thoại. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và cho Tuấn xin mời cô Uyên ở khu vực Grand Prairie, Texas. Xin mời cô lên tiếng đi ạ, cô Uyên. Dạ, xin mời cô Uyên lên tiếng đi ạ. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú nhập tịch luật sư Tuấn ạ. Xin mời lên tiếng đi ạ. Ok, cho Tuấn xin mời đường dây khác đi ạ. Dạ, xin mời đường dây khác lên tiếng đi ạ. Đây là chương trình đang trực tiếp gửi tới quý vị, cho nên cho Tuấn xin mời dây kế tiếp đi ạ. Hello luật sư, em tên là Hạnh á. Dạ vâng. Hello, em định hỏi luật sư về bảo lãnh cho mẹ em á. Dạ vâng cô. Em bảo lãnh cho mẹ em cũng gần 1.5 năm rồi đó mà em đã đóng tiền visa hết trơn rồi. Mà nó có gửi cái tờ giấy về cho em á, em nhận được đó là cái tờ giấy mà nói là kêu mẹ em đừng có đi bán nhà, đừng có đi ra khỏi nước á. Dạ vâng. Để nó interview. Nhưng mà từ bữa tới giờ gần 2 tháng rồi mà em chưa có thấy là nó gửi giấy về kêu mẹ em đi interview gì hết á. Cái này có khi nào mà thất lạc giấy tờ của mẹ em không luật sư? Dạ vâng. Cô Hạnh à, cho nên cái lá thư đó nó có nói là nó đã hoàn tất cái hồ sơ chưa? Dạ nó nói nó hoàn tất hết rồi mà. Dạ vâng. Nó kêu ba mẹ em đừng có bán nhà, đừng có đi ra khỏi nước. Dạ vâng. Đi đâu hết trơn để nó gửi giấy về để cho mình đi interview á. Dạ vâng. Cô Hạnh, ngoài cái câu hỏi này, cô còn câu hỏi khác cho Tuấn không? Rồi Tuấn sẽ trả lời cái câu hỏi của cô. Dạ, em hỏi là nếu mà em nhận được cái tờ giấy đó, đó là cỡ bao lâu dạ, vâng. Mẹ em mới được đi phỏng vấn? Dạ vâng, cảm ơn cô. Nếu vậy tôi sẽ trả lời cho cô. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng. Nếu mà cái lá thư đó là cái lá thư mà của trung tâm visa đã nói nó hoàn tất hồ sơ rồi. Rồi nó cho biết rằng là cái lãnh sự quán sẽ phỏng vấn người ta. Thì người ta chỉ nhắc nhở rằng là không có nên sắp xếp cái vấn đề nghỉ việc hoặc là sắp xếp cái vấn đề nghỉ việc hoặc là sắp xếp cái vấn đề bán nhà cửa hoặc là vé máy bay, phải chờ cái ngày phỏng vấn thôi. Cho nên đó là cái lá thư nó nhắc nhở như vậy thôi. Trung bình từ ngày người ta hoàn tất cái hồ sơ cho tới cái ngày lên danh sách phỏng vấn là từ 3 cho tới 6 tháng. Cho nên cô Hạnh, cô trình bày với tôi cái lá thư này mới có 2 tháng thôi thì cô phải chờ thêm khoảng vài tháng nữa. Cảm ơn cô Hạnh rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô Uyên phải không ạ? Xin mời cô Uyên lên tiếng đi ạ. Tại bị rớt từng giây á. Dạ cho em hỏi luật sư cái tại vì ba em bảo lãnh cho em đi theo diện cha con bảo lãnh dưới 21 tuổi đó mà bây giờ em hiện tại đang du học ở Mỹ mà bây giờ có giấy tờ đóng 120 đồng rồi. Mà dịch vụ ở bên Việt Nam nói là bây giờ em phải đi về Việt Nam để làm giấy lý lịch tư pháp số 2. Mà bây giờ hiện tại em nó đang đi học. Mà bây giờ giống như hỏi ý kiến luật sư là bây giờ có cách nào mà để em vẫn đi học ở bên đây nhưng mà vẫn hoàn tất hồ sơ lý lịch tư pháp bên Việt Nam được không?
Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai mới hỏi luật sư là ba em đang là có thẻ xanh, mà hiện tại bây giờ ông đang ở bên Việt Nam, mà ông có làm cái giấy re-entry permit để ông ra khỏi nước Mỹ trong vòng một năm. Thì bây giờ cho anh hỏi luật sư là bây giờ cái giấy mà re-entry permit nó có ba, có thể là ba đi ra khỏi ngoài nước Mỹ trong vòng một năm hay là phải đi vô sớm hơn cái một năm đó? Dạ, về con em cảm ơn luật sư rất nhiều. Ok cô. Ok, khi Tuấn thấy cái câu hỏi như vậy và cái chi tiết như vậy, Tuấn really wish là em của cô phải có người luật sư đại diện cho em của cô. Ok. Cho nên khi mình thấy như này, that's why trước khi mình trả lời đường dây điện thoại, mình đã nhắc nhở cho quý vị rằng là nó chỉ là một cái chương trình để giúp cho quý vị tìm hiểu thêm thôi, chứ nó không có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với luật sư quý vị. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ nhì, trở lại Tuấn nói là khi mình làm nó đúng trên cái mặt luật di trú, cái hình thức thấy nó rất là dễ, nhưng mà khi mình làm sai nó rất là khổ. Đó. Cho nên Tuấn really hope là gia đình của cô tìm tới một cái văn phòng luật sư nào để giúp cho. Tại vì như thế này, khi cô trình bày như vậy rõ ràng là cô không hiểu rằng là cái hồ sơ của em của cô, nếu mà đây là cha mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi mà em nó đang du học ở đây, em nó có quyền xin thẻ xanh ở đây với những cái điều kiện. Hoặc là nếu mà không đủ những cái điều kiện đó thì phải về Việt Nam phỏng vấn. Cho nên trước khi nói về Việt Nam phỏng vấn, thì dĩ nhiên mình muốn xem có thể hợp thức hóa ở đây không, adjust đây không với cái I-485. Cho nên làm ơn tham khảo một luật sư đã trước đi. Cái thứ nhì, cái cuốn sổ re-entry permit là cái cuốn sổ để bảo vệ cái thường trú nhân của mình khi mình đi quá lâu hoặc là mình thường xuyên ở Việt Nam hơn ở trong nước Hoa Kỳ. Thì cái cuốn sổ nó cấp cho ba của cô có giá trị 2 năm. Ok. Nào, mình có quyền quay lại trước khi nó hết hạn. Nhưng mà trong những cái newsletter Tuấn nói rất là nhiều là ngoài cái cuốn sổ đó, nhớ rằng mình phải trình bày mình có cái của hoặc là có cái gì để kéo mình về đây, giống như nhà băng, con cái, gia đình, nhà cửa, khai thuế hàng năm. Chứ cái cuốn sổ không nó cũng chưa có đủ đâu. Cho nên nếu mà muốn chắc ăn á, ngoài cái cuốn sổ mình phải trình bày thêm cái ý của mình sẽ ở đây với phương cách là nhà cửa, xe cộ, nhà băng, con cái, gia đình. Cho nên nếu mà có cuốn sổ đó và có cái ý định ở đây mình trình bày qua như vậy thì có thể đi trên một năm và quay lại trước khi cuốn sổ đó hết hạn thì không có sao. Nhưng mà tôi really hope là cô tìm tới một văn phòng nào để giúp cho cô. Chứ lời khơi như này coi chừng đứa em sẽ bị kẹt. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp. Đó là cũng tiếp tục khu vực Dallas luôn. Xin mời anh Hoàng. Xin mời anh Hoàng lên tiếng đi ạ. Hello, mình sẽ tính cho em hỏi. Dạ vâng. Em là bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi. Và ok Hoàng, bạn nhỏ cái TV xuống đi Hoàng. Dạ vâng, xin mời Hoàng trình bày lại đi ạ. Em bảo lãnh con dưới 21 tuổi. Dạ vâng. Bây giờ sở di trú mới gửi cho em là cái tờ giấy gì đóng 120. Dạ vâng. Rồi em định chờ khi nào mới làm gì nữa. Dạ vâng. Đây là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi phải không anh Hoàng? Dạ, dạ. Ai bảo lãnh cho anh Hoàng qua Mỹ vậy? Anh đi viện hô. Ok. Cho nên đây là con ngoại hôn hay sao? Con riêng. Con riêng của bà xã. Dạ. Ok. Bà xã bây giờ đâu? Bây giờ ở Mỹ. Ok. Cô ta qua đây có giấy tờ theo diện gì? Em bảo lãnh. Tại sao cháu nó không đi cùng với mẹ cháu? Dạ em du học. Cho nên ok, mẹ cháu đi qua đi du học rồi anh bảo lãnh hợp thức hóa cho. Rồi bảo lãnh vậy có thể xong luôn rồi. Dạ vâng. Rồi bây giờ vợ bảo lãnh lại cho con riêng của vợ hay là anh làm bảo lãnh cho đứa con á? Dạ bảo lãnh con riêng của vợ. Ok. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều và Tuấn sẽ trả lời cái thắc mắc của anh Hoàng thêm. Cảm ơn anh rất là nhiều và anh có thể cúp đường dây điện thoại. Nhiều khi Tuấn phải đi vào cái chi tiết như vậy tại vì nhiều khi cái câu hỏi của quý vị nó có thêm cái chi tiết mà Tuấn cảm thấy nó có cái sự quan trọng ở trong đó.
Tuấn, khi Tuấn thấy một đứa em còn ở bên Việt Nam thì nó có một số trường hợp nó hợp lý thôi. Nhưng mà đây đó là một người ta nếu mà đi du học bên này nhớ rằng là đứa con dưới 21 tuổi độc thân có quyền ăn theo, là giả sử người mẹ đi qua đi du học là F1, người con có thể đi ăn theo là F2 là dependent. Cho nên cái đó là cái đầu tiên. Nhưng mà nếu mà cháu nó không ăn theo và bây giờ mẹ cháu nó có giấy tờ bảo lãnh cho cháu nó, thì cái thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm có quyền bảo lãnh cho cháu nó, thì cái hồ sơ đó là ưu tiên F2A. Cho nên cái hồ sơ phải được sở hữu chú chấp thuận, thì đã sở hữu chú đã chấp thuận rồi, đã chuyển qua trung tâm visa. Và trung tâm visa đang yêu cầu chuẩn bị cho cháu nó phỏng vấn. Thì cái trung tâm visa yêu cầu cái vấn đề bảo trợ tài chính, cái đóng tiền 120 làm cái bảo trợ tài chính sau này, rồi cái vấn đề đóng tiền visa, rồi làm cái những cái lý lịch tư pháp nếu mà cháu nó trên 16 tuổi, những cái hồ sơ điền visa cho cháu nó và những cái chứng cớ, những cái giống như khai sinh, hộ chiếu và hình ảnh cho cháu. Cho nên nó có nguyên một cái thủ tục nào đó. Mà cái thủ tục này anh Hoàng mình đã nói chuyện nhiều trong những cái chương trình khác rồi. Và những cái chương trình đó mình đều để trong YouTube cho anh hoặc cho quý vị theo dõi hết. Cho nên anh mới bắt đầu cái thủ tục với trung tâm visa nó còn nhiều lắm. Nguyên cả cái chương trình ngày hôm nay từ cái điện thoại đầu tiên cho tới cái điện thoại bây giờ nó cũng liên quan tới cái thủ tục trung tâm visa. Mà Tuấn thấy đa số quý vị gọi vào là quý vị tự làm. Cho nên nó có nhiều cái thủ tục mà cái trung tâm visa sẽ nắm tay quý vị và dắt cho quý vị đi từng bước từng bước. Thì cái đó là bước đầu tiên thôi. Rồi khi nào cái hồ sơ nó hoàn tất rồi đó, thì lúc đó trung tâm visa sẽ cho cái biết cái lá thư hoàn tất rồi chuẩn bị lên danh sách phỏng vấn thôi. Đó, nhưng mà trở lại cái vấn đề mà tôi đặt cái câu hỏi tại sao mẹ cháu nó đây mà cháu nó không ăn theo, là cái câu hỏi tôi nghĩ cái lãnh sự quán sẽ hỏi cháu hoặc người lớn dẫn cháu nó vào phỏng vấn sẽ hỏi tại sao cháu nó còn sót lại, cho nên chuẩn bị trả lời cái đó cho cái lãnh sự quán. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là khu vực Oakland, California. Xin mời cô Jessica lên tiếng đi ạ. Cô Jessica. Dạ chào anh. Dạ vâng, chào cô. Dạ tôi tên là Jessica Hồ, Oakland. Dạ vâng. Con nhà, tôi dạ vâng. Làm đơn cho con tôi, bảo lãnh cho con trai tôi á. Dạ vâng. Gửi ngày 7 tháng tháng 4 á, mà tôi đợi hoài tới bữa nay sao không thấy trả lời ha, mà không biết cái thơ nó có chất lạc hay không á anh. Làm tôi okay. Không biết là tôi hỏi bản bao lâu. Dạ vâng. Cô Jessica, cô trình bày nó không có rõ ràng, để tôi giúp cho cô tôi giúp cho cô với phương cách là tôi đặt một số câu hỏi nha. Cô Jessica, dạ. Cô bảo lãnh cho ai? Con trai tôi ở Việt Nam á. Dạ vâng, cô con trai của cô độc thân hay lập gia đình? Lập gia đình, nó ly dị rồi anh. Dạ vâng, và cháu nó trên 21 tuổi phải không ạ? Dạ, năm nay dạ vâng. 39 rồi. Và cô có quốc tịch, cô bảo lãnh cho con trai ly dị trên 21 tuổi. Cô nộp hồ sơ này hồi nào? À, ngày tháng 7, 7 tây tháng 4. Dạ vâng. Cho nên đã được 3 tháng rồi. Cô có nộp cái mẫu đơn I-130 cho sở di trú hay không? Dạ, đúng rồi. Dạ vâng. Cô có nhận được cái biên lai của sở di trú đã nhận tiền 420 đồng hay không? Dạ không. Ok. Cô tự làm hay là cô nhờ những cái cơ quan khác giúp cho cô? Ok, cô đừng có cho tôi biết tên cô, nhưng mà cô nhờ người khác giúp cho cô. À, ngoài cái câu hỏi này, cô còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ, khoảng bao lâu tôi mới được nhận cái đơn phúc đáp đó anh? Dạ vâng, cảm ơn cô Jessica rất là nhiều và tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của cô. Cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tại thành phố Oakland, California. Thưa quý vị, khi quý vị làm hồ sơ bảo lãnh, đó là mẫu đơn I-130 cho thân nhân quý vị định cư. Thì đây, cái trường hợp của cô Jessica là bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi mà cô có quốc tịch ly dị là độc thân. Thì cái đó là hồ sơ ưu tiên 1. Thì khi mình làm cái hồ sơ, mình gửi cái hồ sơ I-130 vào cái trung tâm của sở di trú và mình đóng cho trung tâm sở di trú cái lệ phí là 420 đồng. Đó. Thường thường khi mình nộp cho cái trung tâm của sở di trú, trung bình từ 2 tuần cho tới 4 tuần người ta sẽ gửi về cái biên lai cho mình hoặc là cho cái văn phòng luật sư đại diện cho mình hoặc là cho cả hai. Cho nên nếu mà cô đã làm cái hồ sơ này từ ngày 7 tới tháng 4 của năm 2015 cho tới bây giờ là hơn 3 tháng mà cô không nhận được cái mẫu đơn I-797C
mà của sở di trú xác nhận là đã nhận được cái lệ phí 420 đồng thì cô cần liên lạc lại với cái văn phòng mà giúp cho cô để xem cái cơ quan đó có nhận được cái receipt hay không. Nếu mà không có ai nhận được cái gì hết thì khi mà đóng tiền cho sở di trú, nếu mình sử dụng cashier check money order thì mình phải liên lạc với cái cơ quan đó xem người ta có cash cái check đó hay không, người ta là sở di trú có cash cái check đó hay không. Và nếu mà cash thì cái receipt number ở đằng sau. Còn nếu mình không có cái gì hết để truy cái hồ sơ đó thì mình phải lấy cái hẹn để lên sở di trú địa phương để cho người ta giúp cho mình để xem có cái nộp cái hồ sơ đó cho sở di trú hay không. Cảm ơn cô Jessica rất là nhiều tại thành phố Oakland, California. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Abby tại khu vực Dallas Forward. Xin mời chị Abby lên tiếng đi ạ. Dạ, em ở bên Texas, Abby ạ. Dạ vâng. Cho em hỏi là em có cái gì em chưa permit 2 năm đó, hết hạn để về Việt Nam là tháng 2. Nhưng mà bay đã về trước đó từ hồi tháng 10 rồi. Nhưng mà vậy là bay em có thể đợi tới tháng 2 thì trước khi nó hết hạn qua. Phải qua. Dạ vâng. Tháng 10 cho tới tháng 10 là đã 2 năm. Ok. Cái đầu tiên vặn nhỏ cái TV đi cô, ok, tại vì nó rất là hú cô và nó rất là khó để cho tôi nghe. Cái cuốn sổ đó chừng nào hết hạn? Dạ tháng 2 năm 2016 ạ. Dạ vâng, chừng nào ba cô tính bay, tính trở về Việt, trở lại nước Hoa Kỳ? Dạ thì ba em á là muốn đợi gần tới tháng 2 mới qua đây, nhưng nếu dạ. Một cái vấn đề được từ tháng 10 ạ. Ok. Thôi cảm ơn cô rất là nhiều, tại vì lần sau vặn nhỏ cái TV xuống cô. Và bây giờ cảm ơn cô rất là nhiều và tôi sẽ trả lời cho cô. Ok cô, giống như cái câu trả lời cho một người khác là nhớ nó không phải là cuốn sổ re-entry permit hay không đâu, mà mình phải trình bày cái intention là cái ý muốn của mình vẫn tiếp tục ở đây. Cho nên cái cuốn sổ nó giúp rất là nhiều đó, nhưng mà mình phải lúc nào cũng kèm thêm cái vấn đề khả năng tài chính của mình ở đây. Mình ở đây có nhà băng, có nhà cửa, xe cộ, có con cái. Cho nên cái đó cũng là một cái phụ nữa. Đầu tiên á, là ông ta có quyền qua lại trước khi hết hạn. Đó. Cho nên á, nếu mà cái re-entry permit sẽ hết hạn vào tháng 2 của năm 2016 thì ông ta có thể qua lại trước khi nó hết hạn. Nhưng mà nếu mà ông ta có ý định tiếp tục đi tiếp và tiếp tục xin cái cuốn sổ mới đó, thì nên qua lại 90 ngày, sớm nhất 90 ngày trước khi hết hạn. Lý do tại sao? Tại vì nếu mình muốn xin cái cuốn sổ mới, mình phải có chân ở trong nước Mỹ, và đồng thời mình muốn xin cái cuốn sổ mới, re-entry permit mới đó, thì sớm nhất mình có thể nộp là 90 ngày trước khi cái cuốn sổ cũ nó hết hạn. Cho nên giả sử đi, nếu mà ông ta qua lại đây tháng 9 đi, ông ta muốn xin thì cũng chưa có được. Ông ta phải chờ 90 ngày trước khi hết hạn. Cho nên nếu mà ông ta lần sau qua lại, giả sử tháng 1 đi hoặc là tháng 2 trước khi hết hạn, rồi ông ta có quyền xin, thì ở thêm 2 tháng lăn tay chụp hình lần sau đó tiếp tục đi tiếp. Nhưng mà trở lại cái nhấn mạnh của Tuấn là như này, nó không phải là cuốn sổ không đâu. Nó là cái vấn đề chứng cớ để cho mình tỏa cái ý định cho nhân viên ở cửa khẩu rằng là mình vẫn tiếp tục muốn cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ. Công ăn việc làm, khai thuế, nhà băng, xe cộ, nhà cửa, con cái và tất cả cái gì để cho trình bày mình vẫn còn cái ý muốn ở đây. Cảm ơn cô Abby ở Dallas Forward rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 27 tháng 7 của năm 2015. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV. 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face, và lúc nào cũng có cái chương trình này trên YouTube cho quý vị hết. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay, và Huy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui tươi và hạnh phúc. Xin kính chào.